Em đợi nó giải nén nha, em cứ tải về cho mình nhá, nó đợi nó giải nén cho mình nhá. Thế đang giải nén này, đợi nó giải nén một chút nữa. Chúng ta sẽ sử dụng tool, ok rồi. Nó ra một cái thư mục này nhá. Anh em mà chưa cài driver thì anh em ấn driver, anh em ấn vào cái này nhá, anh em cài cho mình nhá. Ok, là mình cài driver trước rồi. Các bạn nào chưa cài thì sẽ ấn, cứ mở này các bạn ấn lên là phải nhá. Đây là sẽ ấn New Flasher rồi. Chúng ta sẽ giữ cái phím giảm âm lượng nhá, đây này. Giữ này và giữ tải đây nhá, xong chúng ta sẽ cộng cao vào cho mình này. Em đợi một chút nhá, nó sẽ báo cái đèn xanh xanh này. Chúng ta sẽ đây, nó tinh 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 đây, ok. Chúng ta sẽ tiến hành flash nhá, mình sẽ tiến hành flash. Mình sẽ ấn là S, chữ S này, N. N. Ok, chúng ta đợi ở flash nhá. Tôi đã phần lan nhá, cứ để nó chạy hết, nó báo đun gì thì anh em hẳn thoát ra nhá. Mình để làm tử tế nhất rồi. Link tải mình sẽ để ở mô tả nhá anh em, thì anh em vào anh em tải cho mình nhá. Ở trong mô tả nhá. Cái này có thể chung nhưng mà nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ trực tiếp trên máy luôn. Cái video của mình thì nó sẽ hơn cái video của mình, cái video của người kia, vì là nó không quay màn hình điện thoại, nhưng mà đây mình quay mình tử tế luôn nhé, mình tử tế nhất rồi anh em ạ. Phận nhà nghèo anh em ạ, phận nhà nghèo mua phải con nhà Shopbank hơi cay anh em ạ, đang bị ăn phút TTS thấy cay quá. Đợi em một tí, sắp đun rồi, sắp xong rồi nha. Đây. Put now out of flat mode là đã được chuyển ra ngoài flat mode. Đây, ok. Anh em ấn đây, ok. Enter này, enter là sẽ tắt đi nha. Đợi một chút thì cái máy nó khác hẳn, tự nó gì xem này. Anh em rút cát cho mình. Xong anh ấn bật nguồn này thôi.
Ok, lên rồi. Tình hình nhà máy đấy mình sẽ xe cốt xe tuna lock bút đơ nha, mình sẽ bỏ 650k để mình ăn ăn lock bút xong rồi mình lấy luôn cái tun anh em ạ, lấy cái tun để cho người khác dùng với để bọn mày kiếm cơm, nó có cái lùn kiếm cơm. Đang bút đây nó đang bút đây anh em, đợi một chút nha, bởi cái lần đầu bút nó sẽ lâu lâu một tí. Rô mày dùng khá là ổn anh ạ, nhưng mà phải muốn học xong không một nữa phải bật dữ liệu di động nhé, và nó sẽ không bị loạn nữa, như là Android 10 và mượt hơn Android 10. Mình cam đoan rằng là chưa test thử nhưng mà mình chắc vào ngắt đây lên. Ok bạn ROM app nhà mạng nhé, không có đã có duy nhất một cái app nhà mạng đây, Usaifu Kenta, cái này là app của NFC nhé, cái app này thì không phải có cái app này mới mở được NFC đây, còn lại app rác thì nó mất hết rồi, còn một cái app này để bật NFC thôi. Ok này, cái này chắc mình sẽ học tập theo bọn nó đây, 702SO ROM của Shopbank nhé, ROM của Shopbank đây, 52 chấm, chưa cần thay pin, ok em có 9, em có 9, ok. Vậy là mình đã gọi cách up ROM thành công nhé, cảm ơn xem video nhé, chúc bạn ngày mới vui vẻ. Ui ui anh em, sau này mình có đáp anh em, nếu mà chơi cái CD Max là auto 60fps. Thôi cảm ơn anh em nhé, đấy xem video nhé, được thì sub cho mình luôn nhé, đây, Z2 điện thoại. Z2 điện thoại anh em ạ.